ở đây có mẹ nào như mình không? Đầu tư cho con học tiếng Anh ở trung tâm mà vừa thấy tốn tiền, lại không ăn thua. Bản tính con cũng rụt rè, ngại giao tiếp, nên khi học ở trung tâm, lớp học đông, giáo viên không theo sát con được, nên con càng ngày càng tự ti và không dám nói chuyện, giao tiếp với ai. Chính vì thế mà cả năm nhưng con chỉ nói được vài câu ngắn như hello, goodbye, không nói được câu dài nên mình thấy sốt ruột lắm. Mình tìm hiểu thì thấy Pantado là thương hiệu tiếng Anh một thầy một trò nổi tiếng từ năm 2016 với hơn 30.000 học viên trên khắp cả nước theo học. Học viên sẽ được học một kèm một thông qua Zoom với các thầy cô giáo viên giỏi nhất nên mình thấy khá là yên tâm. Mình chọn cho con học online cho đỡ ngại nắng nóng, nhà lại neo người không phải đưa đón con, con cũng không phải vất vả đi ra ngoài. Đồng thời, học hè tại nhà cũng là sự chuẩn bị cho năm học mới sắp đến, giúp con học giỏi tiếng Anh trên trường nên khá là hợp lý. Mình tìm hiểu thì thấy khóa học được chuyên gia Phan Hồi Điệp và thần đồng Đỗ Nhật Nam tin tưởng lựa chọn và giới thiệu nên rất là yên tâm khi đăng ký. Mình thấy khóa học tiếng Anh ở đây tích hợp trí tuệ cảm xúc EQ, có nhiều trò chơi lồng ghép nên con rất là hứng thú. Mô hình lớp học 5 kèm 1 duy nhất tại Việt Nam, đội ngũ giáo viên giỏi, có chuyên môn, kinh nghiệm, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nên mình thấy ngoài sức mong đợi luôn. Mình rất là ưu ý về khóa học vì ở đây có cam kết bằng văn bản rõ ràng, lộ trình thì bám sát từng học viên. Pantado đang có chương trình học thử một buổi miễn phí để ba mẹ có thể kiểm tra trình độ của con. Ngoài ra còn nhận tư vấn lộ trình học phù hợp. Các mẹ nào quan tâm thì có thể đăng ký ở link nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video chia sẻ ngày hôm nay của mẹ con và Vin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.